đêm bay trên sân Hàng Đẫy luôn. Và các bạn cùng bay với đội câu lạc bộ Hà Nội nghe. Trời ơi, một cái đêm phải nói là hoành tất tràng luôn mà. Chị xem Hạng Đẩy đố vô địch trước một trận đấu các bạn ơi. Lần thứ 6 Hà Nội vô địch nghe các bạn ơi. Và đây là lần đầu tiên mà chủ tịch Đỗ Vinh Quang vô địch với câu lạc bộ Hà Nội trên cương vị là chủ tịch câu lạc bộ nha. Một chủ tịch trẻ tài năng rất giỏi, học ở nước ngoài về là cưới hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nghe. Úi trời, một trai tài gái sắc nó hoàn hảo, cặp đôi hoàn hảo đó mà các bạn ơi. Trời ơi, Hà Nội number one vô địch, number one Đỗ Vinh Quang, number one. Ok, khỏi nói nhiều, vô địch. Khi mà anh vô địch là anh được quyền nói à. Ok, mời các bạn cùng đăng quang cùng câu lạc bộ Hà Nội nha. Hôm nay có rất nhiều khán giả Tây, rất đẹp các bạn ơi. Ôi ôi, hết hồn luôn á, hết hồn luôn á. Trời ơi, từ đâu đấy, từ đâu ra đấy vậy các bạn ơi.